Xin chào quý vị và các bạn, trong nội dung này mình sẽ giới thiệu cái ứng dụng mà sau khi chúng ta học cái khóa lập trình C từ cơ bản đến nâng cao của mình chúng ta sẽ làm được nhá. Đây là mô phỏng một cái ứng dụng chấm công, tức là khi chúng ta đi làm trong một cái công ty nào đấy thì chúng ta sẽ phải chấm công, để dựa vào cái công của chúng ta thì công ty sẽ trả lương. Và ở đây thì mình mô phỏng là những cái thông tin này mình nhập vào từ bàn phím nhá. Và sau đó thì khi chúng ta đi làm ấy thì chúng ta sẽ lấy những cái dữ liệu tương ứng từ những cái cảm biến, từ những cái thông tin, những cái thứ khác. Ok, bây giờ cho nó basic thì ta không có cảm biến, không có gì ngoài cái máy tính thì ta nhập vào từ bàn phím đi. Thì ở đây có rất nhiều những cái tính năng mà mình liệt kê ra đây, chúng ta có thể bổ sung thêm vào cho cái ứng dụng nó hoàn chỉnh. Hiện tại thì là có 13 tính năng, cả cái tính năng thoát chương trình. Thì ở đây mình có những cái tính năng, ví dụ như là thêm mới nhân viên, chúng ta hiển thị danh sách nhân viên này, thêm mới công việc, hiển thị danh sách công việc, rồi là tạo bảng chấm công, tính số lượng làm việc của mỗi người trong tháng, rồi là chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó là hiển thị cái thông tin bảng chấm công lên để chúng ta so sánh đối chiếu. Sau đó thì nếu như một cái bảng chấm công nào đó mà không hợp lệ, không đúng thì chúng ta có thể xóa nó đi, rồi là chúng ta có thể dựa vào cái tổng giờ làm của một cái nhân viên trong tháng để tính lương hay thu nhập cho từng cái nhân viên. Sau đó thì chúng ta có thể sắp xếp cái danh sách đã tính lương đấy, cái bảng chấm công ấy, theo một cái thứ tự, đó là theo cái mức lương hay là cái mức thu nhập giảm dần, tăng dần, vân vân. Rồi là chúng ta có thể cập nhật cái thời gian check in check out, tức là cái thời gian bắt đầu làm việc và cái thời gian ra về đấy, thì gọi là check in và check out. Đấy, chúng ta có thể cập nhật nó. Rồi là chúng ta có thể thực hiện những cái tính năng như là ghi cái kết quả này đấy ra một cái file nào đó để sau này chúng ta xem lại, ví dụ là tháng 1 thì lưu vào cái file tháng 1, tháng 2 lưu vào file tháng 2, vân vân. Về sau cuối năm tổng kết là lấy những cái file đấy ra để xem là nhân viên nào làm việc chăm chỉ nhất để được thưởng cái thứ đấy chẳng hạn. Thì lúc này mình đang hiển thị cho các bạn ở đây đó là cái thông tin của bảng chấm công. Bây giờ sau khi đã có bảng chấm công ấy rồi thì mình có thể thực hiện rất nhiều những cái tính năng khác nữa. Ở đây thì mình chỉ mang tính giới thiệu thôi, ví dụ như là mình có thể liệt kê ra danh sách những cái nhân viên có ở trong công ty chẳng hạn. Đấy, thì mình chọn chức năng thứ hai. Rồi là mình có thể kiểm tra xem là trong cái công ty đấy nó có những công việc gì, chọn chức năng thứ 4 nhỉ. Đấy, chúng ta có thể thêm bớt nhỉ. Sau đó thì chúng ta muốn thêm những cái thành phần nào, sửa, cập nhật gì đấy thì chọn tương ứng. Rồi mình sau khi thực hiện xong mình có thể kiểm tra ví dụ 7. Đấy, sau đó thì mình chọn cái chức năng sắp xếp. Ở đây là chức năng thứ 10. Thực ra là mình đã sắp xếp ghi vào file, sau đó lại cập nhật thêm thì nó sẽ thay đổi. Đấy, thì sau khi mà sắp xếp theo thứ tự giảm dần của cái thu nhập này, đây các bạn thấy này, đấy, nó đã sắp xếp theo thứ tự giảm dần rồi. Ở đây là đây này, ok. Lúc này thì mình chọn chức năng 7 đi. Ok, giờ mình tắt nó đi, chọn chức năng số 0, thoát chương trình. Đấy, thì nó sẽ dạng như thế này. Và đây là cái hình ảnh của cái mã nguồn này. Thì mình thực hiện thông qua cái việc là ứng dụng của mình nó có rất nhiều file, rất nhiều nội dung các thứ, cho nên là mình sẽ phải sử dụng đến cái project. Và để sử dụng project thì chúng ta sẽ phải biết những cái thành phần cấu thành, rồi là những cái gì bla bla gì đó liên quan. Thì chúng ta sẽ học cụ thể trong cái khóa học lập trình C của mình. Và sau khi mà chúng ta có được những thứ này, chúng ta đã ghi thông tin, đã làm ứng dụng đầy đủ rồi, thì khi mà khởi động cái ứng dụng lên đấy, thì chúng ta đã có dữ liệu thì chọn chức năng thì nó sẽ đơn giản là hiển thị lên cái thông tin tương ứng của chúng ta. Đã. Ok. Rồi, thì cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu như bạn có mong muốn trở thành master trong cái lĩnh vực lập trình thì có thể lên cái trang của mình để học.